Bây giờ chúng mình đi Hà Nội nha. Đâu? Đi đâu? Thật tuyệt vời, như vậy là sau 3 năm chờ thì đến ngày hôm nay chúng mình đã được đi du lịch nước ngoài rồi đây. Chuyến đi lần này là một chuyến đi rất là đặc biệt vì có cả bạn Cam nữa. Mục đích của chuyến đi lần này là bọn mình sẽ cho Cam đi chơi thật là thỏa thích, tại vì chỉ hơn một tháng nữa thôi là Cam đã vào lớp 1 rồi. Mà mọi người biết đấy là khi vào lớp 1 thì rất là khó nghỉ đúng không? Chúng mình khá là bỡ ngỡ khi mà đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tại vì thú thực đây là lần thứ 2 bọn mình bay từ đây. Và chắc chắn rồi, chuyến đi lần này có những gì đặc biệt thì bọn mình sẽ quay lại để cùng chia sẻ với mọi người nhé. Ngày hôm nay thì bọn mình sẽ di chuyển bằng hãng hàng không Singapore Airlines. Chia sẻ với mọi người một chút là giá vé phổ thông dành cho 3 người của hãng hàng không này sẽ rơi vào khoảng tầm 15 triệu và giá vé hạng thương gia sẽ là 47 triệu. Mình cũng có thử tìm hiểu của vé Vietnam Airlines nhưng mà vé Vietnam Airlines cho hạng thương gia dành cho 3 người là tận 60 triệu cơ. Singapore Airlines cũng nổi tiếng là một hãng hàng không quốc tế 5 sao, chính vì vậy mà đây cũng là một cái cơ hội để cho bọn mình có thể trải nghiệm và review tới mọi người. Với riêng bạn Cam thì mình sẽ cho bạn ý một ghế ở bên cửa sổ luôn. Họ sẽ cung cấp cho chúng ta chăn này, gối này, tai nghe, một cái gương ở đây và bảng điều khiển ghế ở đây. Bay được một lúc thì hành khách sẽ được phục vụ bữa ăn trưa. Và bữa ăn này sẽ là mì Ý và gà sốt kiểu Sinh. Với mình thì món ăn này khá là được thôi, cũng không có gì là quá đặc biệt. Bay được một lúc thì thời tiết rất là xấu luôn. Đây mọi người thấy này, mình phải một tay cầm máy quay và một tay giữ hai ly nước này không đổ mất. Không biết rằng là chặng đi này của bọn mình có phải là một chặng đi ngắn hay không, mà mình cảm thấy rằng là không khác biệt quá nhiều so với những hãng hàng không của Việt Nam. Thậm chí là bọn mình còn thích hãng hàng không của Việt Nam mình hơn nữa, ví dụ như là Vietnam Airlines hay là Bamboo. Nhưng mà có một điều đặc biệt đó là khi mà ở trên máy bay ấy, thì mọi người vẫn có thể sử dụng wifi miễn phí và lướt mạng như bình thường nha. Đi được một lúc thì bạn Cam bạn ấy bắt đầu say máy bay, tại vì máy bay rung lắc nhiều quá cho nên là đã có một giấc ngủ rất là ngon. Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Singapore thì rất là ngắn, chỉ có 1 tiếng 35 phút thôi. Và rất là nhanh chóng thì chúng mình đã đáp tới sân bay Changi của Singapore rồi. Vì cũng đã bắt đầu vào mùa du lịch và Singapore cũng đã mở cửa lại cho nên là hành khách tới đây rất là đông. Ở đây thì họ sẽ trang bị sẵn luôn cả xe lăn và xe đẩy dành cho những người gặp khó khăn trong việc đi lại. Lai lấy vali ngay đây. Tiện ha. Hành lý của Cam à? Hành lý của Cam. Bạn Pony là hành lý của Cam à? Hả Cam? Có một điều rất là dở hơi là như thế này. Bọn mình đến Terminal 2 và trước khi đi thì mình cũng đã đặt SIM khác, hai cái SIM 7 ngày free internet 7 ngày cho hai vợ chồng rồi. Nhưng mà lúc nãy nếu mà muốn pick up cái SIM đó thì phải pick up ở bên trong, có nghĩa là cái chỗ mà bọn mình lấy hành lý ấy. Nhưng mà bây giờ bọn mình đã đi hẳn ra ngoài rồi, tại vì mình cứ nghĩ nó bên ngoài, bây giờ mình không quay vào trong để lấy được, nên là mình phải đi ra một cái quầy ở đây và mua một cái SIM mới. Thủ tục xuất nhập cảnh thì không có gì gọi là khó khăn đâu mọi người. Với những người trên 18 tuổi thì cần tiêm đủ 3 mũi và những trẻ em dưới 12 tuổi đi cùng với những người đã tiêm thì các bạn có thể nhập cảnh Singapore rồi nhá. Và các bạn nhớ là trước khi nhập cảnh Singapore thì chúng ta sẽ phải khai một tờ khai nha. Về cái link của tờ khai này thì bọn mình sẽ gắn ở bên dưới phần mô tả để cho mọi người có thể tham khảo. Hình như là chúng mình lại ở đúng cái phòng ngày xưa thì phải. Đúng rồi. Ui, đúng. Cái phòng ngày xưa luôn. Yeah. Ồ, đúng thật luôn bố ạ. Ơ có đúng không nhờ, lần trước là mình nhìn thấy cái công trường ở phía bên. À đúng rồi, xong rồi ở đây mình sẽ còn nhìn thấy, nếu mà mình nhớ không nhầm thì ở đây sẽ nhìn thấy xuống cái đường này. Ờ. Ờ ha. Wow. 3 năm sau quay lại, đặt phòng và cuối cùng lại vẫn là cái phòng ngày xưa. Bọn mình đã tính là bọn mình sẽ thuê một cái phòng khác để mà không bị trùng với cái phòng ngày trước. Đúng không nhở? Nhưng mà mẹ nhớ là cái tranh ở đây nó khác cơ. Chắc là nó có setup lại một tí. Với cả là cái sofa này cũng khác, hình như người ta mới bọc lại. Đúng rồi. Các mình nhớ cái phòng này đi. Như nào? Một cái tủ lạnh màu vàng này. Ơ nhưng mà ở đây người ta bỏ mất cái ghế tròn ở đây rồi. Vẫn thế, phòng thì phòng vẫn như thế thôi. Nhưng mà ngày xưa thì còn có hoa quả, bánh kẹo, các thứ ở trong nước, ở trong tủ lạnh, nhưng mà bây giờ cũng còn mỗi ba chai soda. Đúng rồi, duy nhất một thứ thay đổi đấy là chính là tên này. Tên này lớn hơn. Đã lớn hơn. Mẹ ơi.
Mở khẩu trang ra cho nào. Đấy, cửa là vàng là đã nhớ rồi. Thế thế à, Cam nhớ ra khách sạn này chưa? Nhưng mà nó không có nhiều cái này chưa, không có ghế lễ. Không có cái ghế nhà Cam nhỉ? Hôm nay quả là một chuyến bay mệt. Hơi xấu, xong rồi say xe cũng hơi sang máy bay một tí. Nhưng mà chúng mình đã đến nơi an toàn rồi. Có một cái đấy là khi mà bọn mình đặt phòng ở bên Singapore ấy, thì bọn mình thấy rằng là phòng ốc bên này thường là rất là khó đặt. Không phải là khó đặt ở đây là không có phòng để mà đặt mọi người, mà là phòng thì rất là đắt. Đắt mà xong rồi cái diện tích phòng thì nó nhỏ, mà khách sạn xem coi ảnh thì rất là cũ. Xong nên là phòng quá bé luôn, bình thường mà thật ra là trước khi mà đi bọn mình đã định có một cái kế hoạch là bọn mình sẽ không đi Singapore nữa, tại vì là tiền phòng quá đắt mọi người ạ. Ví dụ như mọi người tưởng tượng đi 5 triệu mà chỉ là một cái phòng ở tầm 15m² thôi, xong vào trong phòng có đúng một cái giường, một cái tủ hết. Cả toilet là 15m² ấy, bé lắm. Cho nên là khi mà bọn mình tìm một khách sạn này, năm nay bọn mình thuê là 8 triệu một đêm, nhưng mà diện tích nó là 60m. Đấy, nó hơn hẳn gấp 3 lần cái kia luôn. 8 triệu. Tức là ví dụ như là mình đi những nước khác ấy, thì thông thường thì mình thấy là giá phòng khách sạn thì sẽ tương đối là cao. Thế nhưng mà ok, mình chấp nhận là mình được bỏ cái số tiền cao ra, nhưng mà nó phải tương ứng với cái số tiền đấy. Nhưng mà lần này bọn mình tìm khách sạn ở Singapore ấy, thì mình thấy rằng là có rất là nhiều khách sạn thì giá tương đối là cao, nhưng mà khi mà xem mọi người kiểu quay chụp lại thì nó không được tương ứng với số tiền đấy. Nên là bọn mình quyết định là bọn mình sẽ thuê lại cái khách sạn này, tại vì 3 năm trước đi thấy khách sạn này là rất là ok rồi. Trời ơi, hai quý cô màu hồng. À, hai quý cô. Hai quý cô đi đâu? Cũng màu hồng luôn, hai quý cô đi đâu mà hồng thế? Hả? Để đi đi bảo tàng kem. Tại vì bây giờ bọn mình sẽ đi bảo tàng kem. Bố mình bố đếch gì à? Bảo tàng kem có lẽ là một cái địa điểm mà bạn Cam bạn ý hào hứng nhất trong chuyến du lịch Singapore lần này. Nếu mọi người chưa mua vé online thì có thể mua vé trực tiếp tại bảo tàng. Ở đây thì chúng mình mua 3 vé là sẽ hết 168 đô sinh này. Sau khi mà đã dán vòng tay và đưa vé cho họ xong xuôi thì các bạn sẽ vòng ra đằng sau tòa nhà. Họ sẽ có một cái nước chào mừng dành cho chúng ta. Uống xong nước này thì chúng ta sẽ đi vào bên trong và bắt đầu khám phá bảo tàng kem thôi. Ở cái phòng đầu tiên này chúng ta sẽ đặt tên một cái loại kem và chúng ta sẽ dán cái tên đấy ở trên người chúng ta, coi như là chúng ta là một cây kem vậy. Căn phòng tiếp theo, một căn phòng toàn màu hồng luôn. Ở đây thì các bé sẽ được tự sáng tạo cũng như là thiết kế cho mình một chiếc kem theo mong muốn. Ví dụ như là bạn nào thích màu hồng này, thích sô-cô-la này, thích cherry này thì mọi người cứ sáng tạo thôi. Ở căn phòng tiếp theo thì sẽ có một cái mô hình lâu đài. Ở đây thì mọi người có thể ăn thoải mái kem ly nhé. Sẽ có hai vị cho mọi người lựa chọn, đó là kem sô-cô-la hoặc là kem vani. Ở căn phòng tiếp theo thì sẽ có rất là nhiều chữ dán ở trên tường như thế này. Các bạn có thể thiết kế những cái hình này, hoặc là ghi tên của chúng ta này, hoặc là một cái kỷ niệm nào đó. Như gia đình mình ở đây thì cả nhà mình xếp hình một quả cam, và sau đó thì ở bên trong sẽ viết chữ gia đình Cam Cam. Nói chung là cũng có một cái dấu ấn và có một cái kỷ niệm vui vui tại bảo tàng kem này. Mình chắc chắn rằng là với những bé gái thì đến đây dường như là một thiên đường luôn. Các bạn có thể thấy đấy, một căn phòng ngập tràn màu hồng luôn. Đến người lớn của chúng ta nhìn còn thích mắt. Nói gì đến các bạn nhỏ đúng không nào? Sau khi đi qua căn phòng này thì chúng ta sẽ đến một căn phòng tiếp theo. Ở đây thì sẽ có một chiếc kem màu hồng có tên là Pink Vanilla. Cái kem này thì nó sẽ là dạng kem tươi mọi người ạ. Và sẽ không giới hạn số lần ăn nhé. Quan trọng là mọi người ăn được bao nhiêu chiếc thôi. Đây rồi, đây là cái căn phòng mà bạn Cam bạn đi thích nhất này. Căn phòng này thì sẽ có một cái nhà phao màu hồng rực và cứ nhú nhảy chơi ở trên này thôi. Mình nghĩ rằng là chẳng có một đứa trẻ con nào nó không thích chơi cái trò này cả đúng không? Tại vì trẻ con thì nó sẽ rất là nhiều năng lượng. Và với những cái trò mà nhảy được hoạt động nhiều như thế này này thì chắc chắn là bao phê luôn.
Ở căn phòng tiếp theo ấy thì các bạn có thể chụp ảnh lưu niệm này, hoặc là có thể chơi với những que kem khổng lồ mà họ làm những cái mô hình ở đây. Và đặc biệt á, là cái quầy kem ở đây sẽ là quầy kem dành cho người ăn chay. Và mình khuyên thật là mọi người nên thử cái loại kem lá nếp với cả cốt dừa nhá. Nó rất ngon luôn ấy mọi người. Không biết là ở Việt Nam mình có chỗ nào bán cái kem vị như thế này không nhỉ? Có một điều rất là thú vị, đấy là ngày vợ chồng mình đi là vào thứ hai, cho nên là ở trong bảo tàng kem này rất là vắng. Hầu như là chỉ có vợ chồng mình thôi, cho nên là cam tha hồ mà có thể chơi thoải mái ở trong này. Đây đây đây, đến phòng tiếp theo chúng ta sẽ lại được ăn kem nữa. Nhưng mà đến lúc này là vợ chồng mình chịu luôn rồi đấy, tại vì là quá là no rồi, không thể ăn được thêm kem nữa. Nhìn chung thì mình thấy rằng đây sẽ là một khu vui chơi rất là đã dành cho các bạn nhỏ. Cho nên với những gia đình nào mà có con nhỏ thì các bạn hãy thử tham khảo cái địa điểm này nhá. Nó ở ngay trong thành phố thôi, đi không quá là xa mà lại vừa được ăn kem này, vừa được chơi này. Một bể, cái này gọi là gì? Cái cốm, cái là gì? Stringer. Wow. Và đây một căn phòng cuối cùng mà bạn Cam bạn ý khi mà đã xem video ở trên YouTube ấy, bạn ý rất muốn đến đây. Đấy là một căn phòng tràn ngập những cái thanh Springer này luôn. Đấy, đây những cái thanh cốm mà bình thường mà chúng ta hay rắc lên kem mọi người, nhưng mà họ làm bằng nhựa và rất là to, tưởng tượng như là một cái nhà bóng ấy. Ở đây thì các bạn nhỏ có thể tha hồ lăn lộn này, nhảy múa này. Đấy, mọi người trông có đã không? Bọn mình đi vào đầu tuần ấy, cho nên là cả một căn phòng rất là rộng mà chẳng có ai cả. Bọn mình tha hồ chụp ảnh này, quay phim này, rồi Cam chơi cùng với cả bố mẹ rất là thoải mái nữa. Mình thấy rằng là cái Museum of Ice Cream này là một nơi rất là đáng để cho các bạn nhỏ thử luôn đấy mọi người. Rất là thích luôn. Đến khi mà bọn mình chơi xong ấy thì ra bên ngoài trời thì cũng đã tối rồi. Và nếu như bạn muốn mua những cái món đồ này về làm kỷ niệm thì hãy chọn cho mình một món đồ phù hợp nha. Em kêu rất nhớ anh Chun. Nhớ anh Chun á? Thế tí bố thử bảo cô trông anh Chun gửi ảnh cho nhá. Nhá. G7 Seafood and Frog là một quán mà bọn mình tìm được ở trên YouTube. Theo như mình được biết ý, thì quán này những người bản địa hay đến ăn, và những ai mà hay đi chơi đêm ý, thì sẽ qua đây ăn, tại vì họ mở đến 3 giờ sáng cơ. Sau một ngày di chuyển từ Việt Nam sang này rồi đi chơi thì bây giờ cả nhà đã rất là đói rồi. Món này rất là ngon này và cực kỳ phù hợp với các bạn nhỏ. Ở quán này thì món cháo ếch cũng rất là nổi tiếng. Mọi người nên gọi ăn thử và cảm nhận nhé. Mà mọi người gọi nhé, mọi người chú ý có cả cay và không cay để cho mọi người có thể lựa chọn nha. Thì bọn mình chọn không cay và bọn mình thêm cái tương ớt ở bên ngoài. Cháo ếch thì cái này nó là cháo trắng hạt vỡ thôi. Đây, các bạn sẽ múc một chén cháo này vào, nó khá là đặc. Sau đó thì các bạn sẽ múc cái ếch. Múc cái ếch này vào. Múc cái nước sốt này lên cháo. Và chúng ta sẽ thưởng thức. Rồi ăn thử nha. Ngon lắm. Rất là thơm. Wow, bây giờ khi mà đang dựng video nhìn lại cái bát cháo ếch này thì mình rất là thèm. Ở đây thì cũng có một món nữa cũng rất là nổi tiếng, đấy là chili crab. Nhưng mà bọn mình sẽ dành ăn món cua sốt ớt đấy tại một cửa hàng khác tại Singapore. Quên mọi người. Sau khi ăn xong thì các bạn sẽ phải xếp hàng ở quầy tính tiền. Sau đó thì các bạn sẽ đọc cái số bàn của mình lên và họ sẽ check và chúng ta sẽ thanh toán tại quầy nhé. Vì là buổi tối muộn rồi cho nên là mình khuyên mọi người nên lên app Grab để đặt taxi. Các bạn có thể đặt Grab hoặc đặt taxi truyền thống đều ở trên app này luôn. Và chúng ta đi về vừa an toàn này, vừa tiện lợi mà lại rẻ nữa. Kitty nào mà xoài ngoằng như này.
Chia phù mà. Ê, như vậy là bọn mình đã kết thúc ngày đầu tiên. Uống sữa xong rồi chuẩn đi ngủ. Vẫn rất thừa năng lượng. Bây giờ bọn mình sẽ tắt điện, tắt nguồn, đi ngủ đây. Ngày mai thì bọn mình sẽ đưa mọi người đi loanh quanh trong thành phố ở trong Singapore nhé. Bye bye. Hôm nay sáng đầu tiên bọn mình ở khách sạn và buổi sáng mình đang ở phòng gym. 8 giờ sáng thì phòng gym sẽ mở và sau đấy thì mình sẽ tập rồi buổi sáng này cả gia đình mình sẽ đi chơi nhé. Hoài à? Con mâm sữa chưa? À? Trời ơi, ngồi này, trông này. Hôm qua Cam ngủ ngon không Cam? Hả? Có mặt tại Marina Bay và khu Merlion Park. Hôm nay thì bọn mình sẽ qua chụp ảnh với cả con sư tử nước. Cam thì đang ngồi trong xe đẩy đây rồi. Ở ngoài đường thì mọi người hoàn toàn có thể bỏ khẩu trang nhé. Còn khi mà mọi người đi vào trong tâm thương mại các thứ thì mọi người vẫn phải đeo khẩu trang. Nói đến Singapore thì dường như là khu Merlion Park này là một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng rồi đúng không nào? Ở đây thì sẽ có con sư tử đá, đầu sư tử và mình cá mà phun nước ra ấy. Mình nghĩ rằng là với tất cả những ai mà đã tới Singapore thì có một kiểu ảnh kỷ niệm ở đây thì nó cũng là một cái dấu ấn rất là thú vị và đặc trưng đúng không nào? Thời gian bọn mình đi là lúc đấy khoảng 10 giờ sáng. Trời rất là nắng luôn đó mọi người. Và mình khuyên thật là với những gia đình nào có con nhỏ thì các bạn nên trang bị xe đẩy cho các bé kèm theo một cái quạt nữa. Các bạn nhìn trời này siêu nắng luôn ấy. Và vì đây là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng ấy, cho nên là số lượng người đổ về đây để chụp ảnh nó cũng rất là đông. Để mà chụp một bức ảnh mà không có người thì rõ ràng là chúng ta phải căn góc rất là tỉ mỉ rồi. Còn riêng với bạn Cam ấy thì bạn ấy chỉ thích cái em sư tử bé đằng sau các bạn sư tử nổi tiếng kia thôi. Bạn Cam chụp ảnh với cả chị một tấm nhá. Ok. Tinh này vừa mới đi bộ khoảng tầm nửa tiếng, áo ướt sũng mặt cho nên nhá, có hội trẻ con đi ấy, đây là phải có xe đẩy mọi người ạ, phải có xe đẩy để có quà cho chúng nó, không thì chúng nó không đi nổi luôn. Sau khi chơi ở công viên Merlion Park xong thì bọn mình quyết định đi bộ sang khu Marina Bay Sands và khoảng cách sẽ rơi vào khoảng tầm gần 3 km đi bộ mọi người nhá. Đây cũng chính là những gì mà bọn mình muốn cho Cam đi Singapore này. Tại vì các bạn biết đấy, Singapore thì rất là sạch này. Họ có những cái bãi cỏ, có những cái khu nghỉ ngơi mà có rất là nhiều cây xanh như thế này. Bạn Cam ấy thì trộm vía lại là một người rất là thích cỏ cây hoa lá. Đôi khi không cần phải đến những cái khu vui chơi đâu. Bạn ấy chỉ cần ở ngoài đường thơ thẩn nhặt lá như thế này thì bạn ấy cũng cảm thấy vui rồi. Như vậy là sau 30 phút đi bộ giữa cái trời nắng nóng thì cuối cùng chúng mình cũng được vào trung tâm thương mại rồi đây. Cảm giác siêu đã luôn, điều hòa mát lạnh. Mình nghĩ rằng là với tất cả những ai đến Sing ý, thì cái trung tâm thương mại đối diện khu Marina Bay Sands này sẽ không còn gì là xa lạ nữa. Ở đây thì bạn có thể mua bất kỳ những cái gì mà bạn cần, từ đồ hiệu cho đến đồ tầm trung. Và bạn cũng có thể ăn rất là nhiều món ở trong cái trung tâm thương mại này nữa. Và lựa chọn buổi trưa của chúng mình ngày hôm nay đó chính là Toastbox. Ở đây thì bọn mình sẽ ăn món bánh mì kaya, ăn với trứng lòng đào và cà phê. Đây là một món ăn truyền thống của người Singapore và họ thường sử dụng để mà ăn sáng. Bọn mình mua hết 21 đô Sing cho hai phần ăn này. Phần ăn sẽ bao gồm là 2 ly cà phê này, 4 quả trứng lòng đào, bánh mì kaya và một phần bánh mì sandwich cá ngừ cay nữa.
mà là Cam không đòi lắm cho nên là Cam sẽ ăn donut, còn vợ chồng mình sẽ ăn món bánh cay kaya và uống cà phê và trứng lòng đào. Thì thật ra thì Kaya Toast nó là một cái hệ thống cửa hàng với mọi người, thì không biết nó có ngon như là những cái quán địa phương, quán local hay không. Đây này, cái này rung lên, bây giờ mình sẽ ra lấy bánh nhá. Yeah, nó rất là lỏng luôn. Đây, nó sẽ núng nính như này này mọi người. Núng nính. Mọi người sẽ cho một ít xì dầu vào trong cái trứng này. Mình cho ít một nhá. Ừ, sau đấy, anh nghĩ từng đấy đủ rồi đấy. Cũng hơi mặn. Sau mọi người sẽ đánh lên. Cái mứt kaya ngon không? Sau đó cảm thấy đầu tiên này nó không đậm nhiều lắm, nhưng mà đến cái đoạn mà có mứt mình bắt đầu cảm nhận cái vị mứt ở trong này này, mình thấy nó hay. Cái mứt ở bên trong của nó ngon phết đấy. Bánh ăn sáng của mình ở Việt Nam giống cái bánh mì rán mà hay ăn với cả gà tần ấy. Cái vị nó cũng lại như vậy, nói chung là nấu từ đường, dừa với cả lạc mọi người ạ, có thêm một chút bơ nữa, ăn cũng giòn giòn ngon ngon. Dạ con. Thật ra thì mình cũng đã tiên lượng được trước điều này, cà phê nó sẽ hơi nhạt, cà phê Việt Nam đậm hơn. Ừ, cũng có nhưng mà cái cà phê này nó giống vị cà phê hòa tan, giống vị cà phê hòa tan hơn là cà phê ấy. Giống cà phê hòa tan này. Cà phê sữa đá Việt Nam vẫn ngon hơn. Ăn xong thì mọi người nhớ dọn khay của mình ra quầy nha. Sau khi ăn xong thì bọn mình quyết định sẽ đi dạo ở trong trung tâm thương mại này một chút. Thú thực với mọi người ấy là cái quan điểm đi du lịch của vợ chồng mình bây giờ nó rất là khác. Không biết có phải là sau khi đại dịch hay không. Ngày xưa khi mà đi du lịch ấy, nhìn thấy những cái cửa hàng này, những cái thương hiệu hay là những cái trung tâm mua sắm như thế này thì bọn mình mua rất là nhiều đồ. Nhưng mà bây giờ ấy, gần như là bọn mình chỉ đi ngắm thôi. Sẽ dành cái phần tiền đó để đi ngắm cảnh này, cũng như là dành thêm nhiều trải nghiệm hơn cho bản thân. Đi với con ấy thì mình mới thấy rằng là cái niềm vui của trẻ con và của người lớn nó rất là khác nhau. Mình có thể cảm thấy nhàm chán khi mà mình cứ đi dạo trong trung tâm thương mại như thế này. Nhưng mà với trẻ con ấy thì được nhìn ngó, khám phá, ồ à cái này cái kia thì đấy chính là niềm vui của con ấy mọi người. Cho nên đi với trẻ nhỏ ấy mà chỉ cần hiểu tâm lý trẻ một chút thôi thì mình nghĩ rằng là các bé sẽ luôn cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Bạn Cam bạn đòi đi cái thuyền ở trong trung tâm thương mại như thế này này. Bọn mình mua 3 vé và xếp hàng khoảng tầm 30 phút thì sẽ đến lượt chơi. 3 vé này sẽ có giá khoảng tầm 39 đô Singapore mọi người nhá. Thật ra ấy, thì cái sông này nó có cái gì đâu. Nó chỉ là một cái đường ở dưới nước đi từ đầu này đến đầu kia của cái trung tâm thương mại thôi. Quãng đường đi thì cũng rất là ngắn. Nhưng mà bạn Cam ấy thì bạn ấy lại muốn trải nghiệm. Và với bạn ấy thì đi thuyền như thế này thì lại rất là thú vị. Nhiều khi đi du lịch với con ý, thì bọn mình sẽ có những cái trải nghiệm mới mà đến chính người lớn của chúng ta bình thường sẽ không thử những cái trải nghiệm đó. Ừ thì thôi mình đi cùng với cả con cho biết xem nó như thế nào. Ướt đầu. Ướt nào. Tôm đồng xu à? Bạn cứ lại chung cha thôi. Tôi gặp chung cha nè. Ôi trời ơi. Yêu thế. Ui trời ơi. Không biết mọi người có giống mình không, đấy là càng ngày bọn mình càng thích lấy lại những cái đồ lưu niệm này hơn. Bọn mình cảm thấy nó rất là đáng quý và về sau khi mà xem lại thì cảm thấy rất là tuyệt vời. Đúng rồi, thì nó đối diện cái mô đó mà. Đây, bây giờ chúng mình sẽ đi vào Garden by the Bay. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ phải mua ticket, mua vé ở đây. Oh, maybe here. Sorry. Oh, for. I give you the wrong. Okay, Skyway. Okay, thank you. Nice day. Thank you. Enjoy.
Vé cho 3 người sẽ là 97 đô sinh. Ở đây thì bọn mình sẽ đi Skyway này, Flower Dome và Cloud Forest. Trước mặt mọi người đây đó chính là Skyway đấy mọi người. Một cái đường ở trên cao và đây gần như là một biểu tượng của Singapore. Khi đi cái Skyway này thì mọi người có thể ngắm toàn cảnh khu Garden by the Bay này từ trên cao. Một màu xanh rất là đẹp, rất là dễ chịu. Nhưng mà đến lúc này thì bạn Cam bạn ấy có vẻ đuối và khá là mệt rồi. Khoảng tầm 2 giờ chiều bạn ấy cũng buồn ngủ trưa nữa. Nhưng mà thôi, thì nếu mà bạn ấy ngủ ở trong xe đẩy thì bố mẹ sẽ là người nhắm cảnh vậy. Đi bộ sâu vào trong thì chúng ta sẽ tới Flower Dome. Ở trong này thì họ sẽ trồng rất là nhiều loại hoa luôn. Lúc đầu thì bọn mình khá là phân vân khi mà đưa bạn Cam đến cái địa điểm này. Nhưng mà tại vì bạn ấy là một người rất là thích cỏ, cây, hoa, lá, chim, chóc. Chính vì vậy mà khi mà đến đây thì bạn ấy không còn ở trong xe đẩy nữa. Bạn ấy muốn tự đi bộ này, tự khám phá, tự sờ vào lá, tự ngắm hoa, xong rồi chỉ trỏ các thứ nọ kia. Mình nghĩ rằng là không phải cứ nhất thiết là đến khu vui chơi thì mới là chơi đâu. Với các bé thì cái việc mà tìm tòi cũng như là nhìn nọ nhìn kia, khám phá mọi thứ nó cũng là những cái trải nghiệm rất là thú vị và tuyệt vời rồi. Nhưng thú thực theo mình ấy, thì với những cái khu như thế này chúng ta chỉ nên đi một lần cho biết mà thôi. Lần sau quay lại thì gần như là mọi thứ nó vẫn là như vậy. Chung đây là một địa điểm tham quan mình thấy dành cho những ai mà yêu hoa lá cây cối thì rất là phù hợp. Nhưng mà mọi người chú ý nha, là sẽ phải đi bộ khá là nhiều. Mặc dù thì đi vào trong này thì nó đã có trong nhà kính và có điều hòa rồi, nhưng mà cũng vẫn rất là nóng đấy. Cho nên là mọi người đi thì chuẩn bị một đôi giày thật tốt này, mang theo nước và ngắm cảnh thôi. Sau khi mà ở Flower Dome xong thì bọn mình sẽ qua khu Cloud Forest. Ngày trước ấy, trước khi mà cái Jewel Changi Airport, cái thác nước trong nhà được xây, thì đây là thác nước trong nhà cao nhất tại Singapore. Nhưng mà bây giờ nó chỉ là thứ hai thôi. Ở trong Cloud Forest thì khác với bên kia, đó chính là nhiều cây lớn hơn này, nhiều lá xanh hơn. Và khi mà vào đây thì các bạn sẽ có thể ngửi thấy được mùi cây cối này và cảm giác rất là dễ chịu luôn. Có một điều các bạn đừng bỏ lỡ, đấy là hãy đi lên tầng cao nhất và sau đó trải nghiệm từ từ dần dần đi xuống bên dưới nhá. Các bạn sẽ có thể ngắm được toàn cảnh khu Cloud Forest này. Và càng lên trên cao ấy thì mình cảm giác rằng là càng nhiều cây cối to cũng như là không khí trong lành và mát mẻ hơn. Sau khi mà ra khỏi cái Flower Dome đấy thì bọn mình đi bộ ra ngoài đường cái này. Từ góc này nhìn cái Marina Bay Sands này rất là gần luôn. Góc rất là khác. Thằng lằn to lúc sao thì phải sợ. Con lằn to thì sợ, còn con thằng lằn bé thì không sợ. Ui trời ơi, thằng lằn bé mới ăn thịt, còn thằng lằn to thì lại ăn cỏ cơ. Thằng lằn bé là ăn thịt đấy, còn thằng lằn to thì ăn cỏ. Bố to nhưng mà bố toàn ăn rau đấy, còn mẹ nhỏ thì mẹ ăn thịt. Úi giời, bay mất rồi. Thân thiện phết nhỉ? Bạn ấy không sợ nhỉ? Hay là mình cho bạn ấy lên xe đẩy, đưa bạn ấy về khách sạn, cho bạn ấy ngủ trên giường của Cam, còn Cam ngủ đất. Được không Cam? Không chịu đau. Gần qua một địa điểm khác có tên là Marina Square. Thì ở đó có một cái này mà bọn mình muốn cho Cam đi. Thì cái quãng đường di chuyển nó rơi vào khoảng tầm 2 cây số mọi người ạ. Thì bây giờ là rơi khoảng tầm 5 giờ chiều rồi ấy, mặt trời bắt đầu xuống. Và đi bộ ở ngoài đường thì chúng ta sẽ không phải đeo khẩu trang, cho nên là
cảm giác sẽ dễ thở hơn và rất là dễ chịu. Đó. Bây giờ thì bọn mình sẽ đi bộ thôi. Kéo sau chuyến đi sinh này á, vợ chồng mình cứ cardio hàng ngày như này về gầy được mấy cân. Từ sáng đến giờ, tính ra từ sáng đến giờ mình ăn đúng cái bánh kaya đấy đúng không? Ờ, đã ăn thêm cái gì đâu, đúng không? Ờ đó, nhưng mà thật ra là bọn mình thấy cũng không đói lắm. Đó, bây giờ thôi đi chuyển tiếp qua Marina Square nha mọi người nhá. Mình đang đi bộ nhưng mà lạc đường. Tất nhưng cả mà... là tại Google Maps. Tại giờ sao? Cái cầu đi bộ nó ở bên kia thong dong như thế. Xong rồi bây giờ đi bộ lên đây là cầu cao tốc. À, xong rồi rất là nhiều xe, nhưng mà đây là làn đường cho người đi bộ. Đôi khi đi nhầm thì cũng có cái hay đúng không nào? Nếu mà bọn mình không đi nhầm lên trên cầu này thì bọn mình sẽ không bao giờ có thể ngắm Singapore ở một góc mà mình nghĩ rằng là sẽ rất ít người nhìn thấy Singapore ở góc này. Và toàn cảnh khu Marina Bay hiện lên trước mặt vợ chồng mình khi mà quay qua video như thế này, nó chỉ phản ánh được một phần thôi. Còn nếu mà các bạn nhìn từ bên ngoài ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là Singapore hiện lên rất là đẹp và hiện đại. Tuy nhiên nhá, mình khuyên thật là đi lên trên cái cầu này là hơi mệt đấy. Cảm ơi. Chơi Bororo nha. Ok. What? Đang chưa. Không tưởng tượng ra. Đây là thật. Wow, Bororo Park nha. Ok, let's go. Giá vé dành cho 3 người ở đây là 46 đô sinh. Và khi mà các bạn vào đây có một chú ý là chúng ta phải đi tất nhá. Nếu mà các bạn không có tất thì ở ngoài quầy bán vé người ta sẽ bán tất cho mọi người. Nói như thế nào nhở? Đầu tiên khi mà đến cái Pororo Park này thì bọn mình cứ nghĩ là cái quy mô của nó phải hoành tráng hơn cơ, tại vì nó là công viên mà. Nhưng mà khi mà đi vào đây thì bọn mình có thể hiểu đơn giản đây là một cái khu vui chơi. Ở đây thì cũng có những cái cơ bản dành cho những hội trẻ con, ví dụ như là cầu trượt này, nhà bóng này, nhà phao này, vân vân và vân vân. Nhưng mà bọn mình hỏi Cam thích không ấy thì Cam bảo là Cam rất là thích, tại vì Pororo là một cái loại nước cũng như là một nhân vật hoạt hình mà Cam rất là hay xem. Khi mà đến đây thì bạn ấy vẫn rất là hờ hứng, mặc dù thì mình thấy rằng là ở đây vẫn chỉ từng đấy trò thôi, nhưng mà không hiểu sao bạn ấy cảm thấy vui và bạn ấy cảm thấy hạnh phúc như thế. Cho nên mình nghĩ rằng là nếu mà bố mẹ nào mà có con cũng thích nhân vật Pororo thì có thể thử tham khảo địa điểm này xem, nhưng mà nên đi taxi nhá, chứ không nên đi bộ nhiều khu như chúng mình, mệt lắm đấy. Hất đất lên trời một tí nhá. Thế... ba tấm à? Wow. Chụp đẹp đấy. Hả? Chụp đẹp đấy. Chụp siêu đẹp luôn đấy. Ôi. Tại sao nó có thể cân được góc người? Wow. Cân nhà nó. Cảm ơn. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin. Restoring everything within. Oh, dreamy breeze. Buổi tối ngày hôm đó thì sau một ngày mà đi bộ dã rời rồi thì bọn mình quyết định ăn một hàng sushi ở trong Marina Square luôn. Thật ra thì nhìn chung là hàng sushi này sẽ không có gì mà cần phải review cho mọi người đâu, tại vì là đồ ăn thì cũng bình thường, mọi thứ thì nó cũng bình thường, không khác gì sushi ở Việt Nam cho lắm. Thậm chí là mình thấy là một vài hàng sushi ở Việt Nam còn ngon hơn cơ. Nhưng mà thôi, ăn ở trong trung tâm thương mại luôn cho nó tiện, tại vì là ngày hôm nay thì chúng ta đã di chuyển rất là nhiều rồi mà. Nếu mà lại di chuyển đến một địa điểm ăn khác nữa thì mình sợ rằng là các con nó sẽ đói và nó kiệt sức mất. Cho nên là thôi, ăn ở trong trung tâm thương mại cũng không vấn đề gì cả đâu.
Hôm nay Sammy chơi có mỏi không? Giờ này nó vẫn còn hát mà mình ngáp thì em hiểu mà nó có mệt hay không rồi đấy. Thế ngày mai sẽ là một ngày đi chơi còn mệt hơn nữa nhá Cam nhá. Ok không? Không phải mệt ít hơn. Mệt ít á? Mệt ít thế vì ở nhà. Ok, bây giờ bạn Cam ngủ đi, xong rồi mai mình đi chơi nhá. Nhưng mà cuối nay bố mẹ nằm đây vì con nhỉ? Thế con mẹ nằm kìa. Trong khi giường nó ngay kia. Mẹ nằm bên giường. Đúng, mẹ nằm bên giường. Ê, muốn nhắc thế xong rồi tối mai thì ai nằm với Cam? Xong rồi tối mai ai nằm với Cam? Sofa. Thế còn tối ngày kia? Lại là bố. Bố này. Mẹ nó bố mông cho bố này. Xong rồi toàn nửa đêm nó mò vào nằm với tôi đúng không? Bố ơi, mẹ cố qua con la xuống xong con nhảy lên đây à? Đúng rồi. Ủa, vậy là con nhảy lên luôn à? Đúng rồi, đêm qua con tự bay từ ghế sofa vào giường. Con tự bay đấy. Đâu, bố bê con mà. Ok, vậy là kết thúc ngày thứ hai. Còn mấy ngày nữa chúng mình ở đây nhỉ? 3 ngày nữa thôi. Cắt nguồn. Tít. Ôi trời ơi. Ướt chưa?